Nghĩ ra được cách gì rồi? Bây giờ ta chỉ nghĩ ra một cách. Nào nào, huynh mau nói đi, mọi người đang chờ cách hay của huynh. Chờ. Chờ. Huynh đừng nói chờ chính là cách của huynh nhé. Ta chỉ có cách này thôi. Không sai. Cứ chờ đi. Chờ. Chờ chết sao? Cho dù chờ chết cũng không thể chờ chết ở đây. Được rồi. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái quan tài. Chúng ta đi vào trong ngủ hết đi. Người sống rất ít khi có cơ hội nằm trong quan tài, trải nghiệm cảm giác của người chết. Kim cô nương, sắp có mưa bão rồi, ta đi tìm cho cô vài thứ che mưa. Đi đâu? Vào rừng cây. Sắp có mưa bão, cứ nghe lời hương sái kiên nhẫn chờ ở đây. Biết đâu có chuyện biến tốt. Người cứ mặc kệ con. Mọi người nghe đi. Hình như có tiếng gì đó. Giống như tiếng đàn. Ở đây ngoài tiếng gió ra thì là tiếng sóng. Làm gì có tiếng đàn. Đến lúc xuất phát rồi. Sắp có mưa bão rồi. Chủ nhân nhà ta có lời mời. Khách quý tới không thể đón tiếp từ xa. Thứ tội, thứ tội. Gặp phải kiếp nạn, được người cứu giúp, có được chốn dung thân, tại hạ vô cùng vui mừng. Các hạ nếu còn đa lễ như vậy, chúng tại hạ càng không biết làm sao mới phải đây. Không dám, không dám. Tại hạ chỉ là đến nơi này trước các vị một bước. Tu hú chiếm tổ kim khách mà thôi, có thể góp chút sức lực cho các vị đã vô cùng vinh hạnh rồi. Nếu các hạ còn đa lễ như vậy, tại hạ cũng không biết nên đặt mình ở đâu. Vừa rồi nghe tiếng đàn hay như tiếng nhạc tiên, chỉ sợ đến không đúng lúc, làm phiền nhã hứng của các hạ. Nghe các hạ nói, ắt hẳn các hạ cũng hiểu về âm luật. Thiếu thời nhất định phải thỉnh giáo mới được. Các hạ khách sáo rồi. Mời các vị. Mời. Tuyệt quá, tuyệt quá. Bên đàn có rượu, bên rượu có đàn. Thật là vô cùng phong nhã. Nếu được nghe tiếng đàn hay sớm hơn, thực sự càng vui mừng. Bà cô ta không chỉ hiểu về âm luật, bình phẩm rượu cũng rất có tiếng. Không dám giấu, tuy trong tai tại hạ không có tiếng đàn, nhưng trong mắt lại có rượu. Nghe tiếng đàn sao không hiểu được nhã ý? Hồ Đại Hiệp là hào kiệt trong giới bình phẩm rượu. Tại hạ cũng đã nghe danh từ lâu. Quên biết ta. Chỉ tiếc không thể gặp nhau sớm. Ta quên biết ta họ Hồ. Nếu tại hạ đoán không sai,
Thái Điệp Sông Phi Dực, Qua Hương Động Nhân Gian. Người có thể kề vai sát cánh với Sử Lưu Hương ở trên đời này, ngoài Hồ Đại Hiệp, Qua Hồ Điệp ra thì còn có ai? Quá ra không phải huynh nhận ra ta, mà là nhận ra con sâu thối. Ta từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh Sở Hương soái, chỉ tiếc vẫn luôn không được gặp mặt. Huynh chưa từng gặp hắn, sao huynh nhận ra hắn chính là Sở Lưu Hương? Thực ra không giấu các vị, từ lúc các vị bước lên hòn đảo này, tại hạ đã biết rồi, chỉ là không biết địch hay là bạn, nên không đến để mời. Qua một ngày quan sát, tại hạ đã biết sơ thân phận của các vị, tiếp đãi không chu đáo, xin lượng thứ. Vừa lúc sáu vị đi vào thôn, tại hạ chỉ nghe được tiếng bước chân của năm người. Có thể thấy trong sáu người có một người khinh công cực kỳ cao, trên đời không ai sánh bằng. Khinh công của Hương soái đứng đầu thiên hạ là điều không thể chối cãi. Nhưng sao huynh chắc chắn là hắn? Hắn chính là Sở Hương soái. Biển dữ thuyền đơn, gió mưa sắp đến, trải qua đại nạn như vậy còn có thể cười nói kể khổ, phóng khoáng như xưa, nhìn khắp thiên hạ, ngoài Sở Hương soái ra được mấy ai có khí phách như vậy? Vậy nên tại hạ mới dám mạo nhận, xin Hương soái đừng trách. Khách sáo rồi. Quá xa các vị đều là người nổi tiếng, hạ giá đến đây quả thật là càng thêm vinh hạnh. Ta nghĩ người như huynh nếu là người vô danh thì ta là người đầu tiên không tin. Tại hạ đang muốn hỏi tôn tính của chủ nhân. Tại hạ Hộ Nguyên, tên Thùy Dân, nguyên trong Nguyên Lai. Họ này rất hiếm gặp. Vậy quê của cậu ở đâu? Quan Trung. Họ Nguyên ở Quan Trung, quy danh lẫy lừng, vô tranh sơn trang càng có tiếng hơn, có thể nói là đệ nhất thế gia trong võ lâm. Nhưng không biết Nguyên lão trang chủ Nguyên Đông Viên xưng hô thế nào với các hạ? Chính là gia phụ của tại hạ. Các vị hạ giá đến đây, tại hạ không thể ra đón từ xa. Có điều bây giờ ác hẳn các vị cũng có thể thứ lỗi cho tại hạ thất lễ rồi. Nhưng theo ta được biết, ở võ lâm đệ nhất thế gia này, thiếu trang chủ vô tranh sơn trang năm 3 tuổi đã bị bệnh nặng, đôi mắt bị mù. Hắn đâu có giống vậy. Nguy công tử, vừa rồi huynh phán đoán mọi chuyện không lẽ đều nhờ vào đôi tai? Đúng vậy. Tuy đôi mắt của Nguyên công tử bất tiện, nhưng so với mấy người mắt sáng như bọn ta còn giỏi hơn nhiều. Đúng là hơn người rồi. Tại hạ luôn cho rằng thính lực của danh mổ chính thành anh dạng lý, có thể nói là không ai sánh bằng. Không ngờ hôm nay
Được gặp công tử mới biết còn có người lợi hại hơn nhiều. Không dám, không dám. Không lẽ các hạ biết anh lão tiền bối? Cũng chỉ gặp vài lần mà thôi. Anh lão tiền bối Bạch Y Thần Nhĩ xưa nay không ai sánh kịp. Tại hạ từ lâu đã múc được lĩnh giáo. Khi khác nếu có duyên, xin phiền các hạ giới thiệu để tại hạ được gặp. Sau này đó có duyên gặp, tại hạ nhất định sẽ giới thiệu. Thực ra có một chuyện tại hạ nghĩ không ra. Trương Tam Huynh vốn là anh hùng trên nước, nghe nói Sở Hương Soái cũng từng dẫn sóng giữa biển khơi. Với khả năng của hai vị, sao vẫn gặp kiếp nạn như thế này? Nếu thuyền chìm thì hai người họ cũng không làm được gì. Cũng đúng. Có điều theo tại hạ biết, hai ngày vừa qua trên biển không hề có gió bão. Vậy thuyền của các vị tại sao đột nhiên bị chìm? Nếu mà biết thuyền vì sao lại chìm thì đời nào nó chìm. Cũng đúng. Tai nạn xảy ra thường nằm ngoài dự đoán. Vốn dĩ có rất nhiều chuyện con người không thể đoán trước được. Nào, uống một chén đi. Công tử sống lâu ở Quang Trung, sao lại đến vùng biển này? Nếu là người khác, tại hạ sẽ nói là do nổi hứng, muốn tới đây để ngắm cảnh hùng vĩ của biển trời. Có điều trước mặt các vị, tại hạ nào có thể nói lời dối trá. Nguyên công tử là vị quân tử thành thật, bọn ta đều biết cả rồi, có đúng không? Không dám, không dám. Có điều trước mặt người thẳng thắn không nói vòng vo. Mục đích chuyến đi này của tại hạ e là cũng giống với các vị. Công tử đã biết bọn ta muốn đi đâu rồi sao? Dạo này trên biển xuất hiện nhiều người quần hùng tụ hội, đoán chắc là cùng đến một nơi. Nơi nào? Chúng ta không cần nói ra cũng biết. Các hạ hạ tất muốn tại hạ nói thẳng. Có phải cái nơi gọi là chúng ăn chơi trên biển, đảo dơi không? Hồ Đại Hiệp quả nhiên là người sảng khoái. Vậy tốt quá rồi, tốt quá rồi. Vừa hay chúng ta có thể cùng Nguyên công tử đến đảo dơi, như vậy đỡ phiền phức. Đừng vui mừng quá sớm. Nguyên công tử đã muốn đến đảo dơi, vậy tại sao lại ở đây? Không dám giấu các vị, thuyền tại hạ 5 ngày trước da phải đá, bị buộc phải bỏ thuyền. Tất cả đồ đạc trên thuyền được chuyển lên đảo, cho nên hoàn cảnh của tại hạ cũng giống như các vị. Có điều tại hạ đã kêu người phát tín hiệu rồi, chắc là sẽ có người tới đón nhanh thôi. Thì ra cảnh ngộ của Nguyên công tử giống như chúng ta. Vậy xem ra chỉ có thể ở đây chờ thôi. Đến lúc đó chờ người tới đón chúng ta. Không phải đón chúng ta, là đón Nguyên công tử. Đến lúc đó Nguyên công tử có đồng hành với chúng ta hay không thì còn chưa chắc. Nguyên công tử là người hiếu khách, chắc chắn sẽ không đuổi chúng ta đâu. Hồ Đại Hiệp nói khách sáo rồi. Thực ra tại hạ với các vị bèo nước gặp nhau,
Thật không ngờ có thể kết giao được với tri kỷ nghĩa khí như Hồ Đại Hiệp. Nào uống một chén đi. Nào. Nào. Mời mọi người. Nào nào. Cạn nào. Uống đi. Rượu ngon, rượu ngon. Nào rót đầy đâu. Ngươi uống ít thôi. Con sâu rượu này. Uống rượu nào. Con nhà gia thế quả nhiên là khác biệt. Có gì mà khác biệt? Không lẽ mũi của hắn mọc trên cái tai? Ta chả thèm mặt. Cho dù hắn không có mũi, ta cũng thấy vừa mắt. Ngươi xem người ta nói chuyện rất là khách sáo. Người ta tuấn tú lịch sự, đối xử chân thành với chúng ta. Tốt hơn ngươi 80-100 lần. Cái này gọi là rùa nhìn đậu xanh, nhìn vừa ý. Quên xem tiểu tử này nói chuyện kiểu gì này. Như là ăn phải ớt xào phân chó vừa thối vừa hăng. Người ta chọc gì ngươi? Hắn không chọc gì ta. Nhưng ta vừa nhìn đã thấy ghét. Ghét? Quên ấy đáng ghét à? Đáng ghét chỗ nào? Nhìn bộ dạng nói chuyện nho nhã chua lét của hắn là ta thấy ghét. Ta cảm thấy hắn nói không thật lòng. Không thật lòng? Vậy ngươi nói người ta gạt chúng ta điều gì? Ngươi nói ta nghe đi. Cũng không nói ra được. Chỉ là cảm thấy không đáng tin. Ngươi gây sự vô cớ. Chỉ ngươi là có thể ngồi thuyền bị chìm. Chỉ ngươi có thể đến đây sao? Không lẽ người ta biết xem bói, biết chúng ta chắc chắn đến đây? Con sâu thối. Ta thấy người bạn này của huynh bệnh nặng lắm rồi. Bệnh nặng thật sự. Thực ra Quy công tử quả thật có rất nhiều điểm hơn người. Nếu không phải có chút khuyết tật thì trong giang hồ e là không có ai có thể tranh cao thấp với hắn. Tên nhỏ nhen, nghe thấy chưa? Ta không nói hắn không tốt. Chỉ có điều hắn nhiệt tình quá mức, thành thật cũng quá mức. Nhiệt tình với thành thật còn có quá mức sao? Một khi nhiệt tình với thành thật quá mức, ta liền cảm thấy hắn nói đều là giả. Người ta coi trọng chúng ta, coi chúng ta là bằng hữu. Ai giống ngươi coi người trên trời, thành kẻ không biết tốt xấu, không phân biệt đúng sai. Ít ra ta không giống ngươi. Vừa mới gặp mặt uống vài chén rượu của người ta, nghe vài lời khen của người ta, đã hận không thể moi tim gan phèo phổi cho người ta rồi. Là bằng hữu thì phải đối xử hết lòng hết dạ. Đâu giống loại tiểu nhân như ngươi, lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngươi coi người ta là bằng hữu, người ta chưa chắc đã coi ngươi là bằng hữu. Ngươi nói xem, kết bằng hữu không đơn giản như nhặt hạt đậu đâu. Không biết ngươi có từng nghe câu bạch thủ như tân, huynh cái như cố. Thế nào, nghe bao giờ chưa? Không hiểu hả? Ta giải thích cho ngươi. Như là có một số người ngươi quen từ rất lâu rồi, nhưng đến ngày bạc đầu, giao tình giữa hai ngươi vẫn như hồi mới quen biết. Có điều có vài người chỉ vừa mới gặp đã như người quen cũ, trở thành tri kỷ của nhau. Con sao rượu học vấn ngày càng tiến bộ rồi. Tất nhiên rồi. Hơn nữa, nói dối cũng phải có mục đích. Nhưng mà Nguyên công tử người ta, luận về gia thế, thân thế, danh tiếng, điểm nào cũng hơn chúng ta. Quên ấy muốn gì ở chúng ta chứ? Có lẽ hắn có thù với một người trong chúng ta cũng chưa biết chừng. Không đúng, không đúng. Nguyên công tử chưa từng qua lại trên giang hồ, cũng không quen biết nhiều người. Ngươi nói quên ấy có kẻ thù nào?
Gãi gãi, gãi gì mà gãi? Ta nói ngươi cẩn thận nát mũi. Cái lý lẽ này của ngươi không ổn. Con sao thối, Quỳnh nói đúng không? Đúng, không sai. Nhưng mà Trương Tam nói cũng không sai. Chúng ta vừa sống sót sau đại nạn, vẫn chưa thể ổn định lại. Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Căn phòng này cũng uy cũ quá, không có mặt đạo, cũng không có vách ngầm. Ta kiểm tra rồi. Cuối cùng tiểu tử ngươi cũng nói được một câu có lương tâm. Vẫn có một điều ta thấy rất kỳ lạ. Điều gì kỳ lạ? Chỗ này không hề rộng, chỉ vỏn vẹn có 8 căn phòng mà thôi. Đúng vậy. Bây giờ Kim cô nương ở một phòng, anh lão đầu và Bạch tiểu tử ở một phòng, còn lại ba chúng ta ở. Người xem, lại bắt đầu nghi ngờ này nọ rồi. Không phải nghi ngờ này nọ, Nguyên Tỳ Dân đã giữ chúng ta ở lại đây, tại sao không cho chúng ta ở thoải mái một chút, để ba chúng ta ở cùng một phòng? Có ý gì đây? Đó là vì huynh có lòng tốt, biết ba huynh đệ chúng ta tình cảm tốt, để chúng ta ở cùng với nhau. Nhưng mà không nhân gì gì hết. Điều này chứng tỏ huynh ấy không có ác ý gì. Ngươi nghĩ mà xem, nếu tách chúng ta ra, vậy nếu ra tay chẳng phải tiện hơn nhiều? Không lẽ huynh quên cách Đinh Phong đối phó chúng ta rồi? Nhưng mà năm căn phòng kia ai ở? Tất nhiên là Nguyên công tử ở rồi. Một mình hắn ở được 5 phòng sao? Vậy chắc chắn là để trống. Chắc chắn không phải. Tại sao không phải? Trước khi chúng ta đến, ba căn nhà này chẳng phải cũng để không đó thôi. Ba căn khác có thể trống, nhưng 4 căn kia chắc chắn không phải để trống. Tại sao? Bởi vì lúc đến ta kiểm tra rồi, cửa của 4 căn kia đều được khóa từ bên trong. Điều này có gì lạ đâu. Phòng vốn là để cho người ta ở, có lẽ ở trong đó có người ở. Vậy người ở trong đó đâu? Chưa gặp bao giờ. Giống như là họ đã làm việc gì không thể cho ai biết. Có lẽ ở trong đó là nữ nhân. Họ sợ có tịch ác ma háo sắc như người đến, nên đã đóng chặt cửa phòng lại, để tránh dẫn sói vào nhà. Không đúng, không đúng. Nguyên Tiểu Dân tự xưng là chính nhân quân tử, quân tử như hắn sao có thể giấu nữ nhân? Quân tử không phải người. Tử không được uống rượu, không được thích nữ nhân à? Ngươi có từng nghe câu yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu chưa? Vậy nên ngươi vẫn luôn coi mình là quân tử rồi. Không sai. Hồ Thiết Qua ta chính là đại quân tử đường đường chính chính. Và cả bằng hữu tốt của ta, con ngủ rồi. Ngủ thôi. Chết tiệt, tiếng ngáy còn to hơn lợn. Ngủ làm sao được? Lúc này mà có người uống vài chén với ta thì tốt biết mấy. Không được, lỡ bên trong còn có tiểu thiếp của Nguyên công tử, vậy chẳng phải là thất lễ rồi sao?
Sao người lúc nào cũng lén la lén lút vậy? Nửa đêm canh ba không ngủ, chạy lung tung làm gì? Cô cũng nửa đêm canh ba không ngủ, ra đây làm gì? Việc của ta không cần ngươi lo, tránh đi. Sao ngươi còn đứng đây? Ta cũng như cô, không ngủ được, muốn tìm một người nói chuyện. Ta không có gì để nói với ngươi. Cho dù không có gì để nói, vậy uống chén rượu chắc được chứ. Được, uống thì uống. Ngươi không được nói chuyện ngày hôm nay cho người khác biết. Chuyện gì? Nói đi. Ta có một ngôi nhà ấm cúng, có rất nhiều huynh muội, cuộc sống trước giờ rất an nhàn. Người khác đều nghĩ ta rất vui vẻ, đúng không? Ta muốn người khác luôn nghĩ là ta vui vẻ. Ngươi hiểu không? Ta hiểu. Vừa rồi cô đang nhìn trời ngắm sao mà không rơi lệ. Ngươi hiểu được là tốt. Thực ra ta cũng hy vọng người ta nghĩ ta vui vẻ. Nhưng vui vẻ suốt cuộc là gì? Ngươi cũng không vui vẻ sao? Người khác luôn nghĩ ta vui vẻ, nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy cô đơn. Ta luôn cho rằng ngươi rất ghét ta. Ta cũng luôn cho rằng cô rất ghét ta. Ta làm đổ sổ của ngươi rồi, có thấy tiếc không? Không đâu. Cô nghĩ ta là con sâu rượu thật sao? Ta biết. Thực ra một người nếu thực sự vui vẻ thì ai lại muốn làm con sâu rượu? Cô biết không, con sâu thối tự cho rằng chuyện gì cũng không giấu được hắn. Thực ra còn rất nhiều chuyện hắn không hề ngờ tới. Chuyện gì? Hắn chắc chắn không ngờ tới cô lại dịu dàng như thế này. Chắc huynh ấy cho rằng ta là con cọp cái. Thực ra nếu một người thực sự vui vẻ, ai lại muốn làm con cọp cái chứ? Cọp cái với sâu rượu quả là trời sinh một cặp. Ngươi nhìn thấy người đó rồi đúng không? Cô ta là ai? Hình như ngươi chắc chắn nhận ra cô ta đúng không? Không, ta không nhìn thấy rõ. Giọng cô ta cũng không khó nghe. Chỉ đáng tiếc đó không phải lời mà nữ nhân nên nói. Vậy sao? Có vài người quả đúng là lợi hại. Bất kể đi đến đâu cũng gặp được bạn cũ. Loại người này mà còn nói mình cô đơn, có ma mới tin. Không phải là mùi ấy chứ? Sao mùi ấy lại ở đây?
có phải mùi ấy không? Mùi ấy đã thấy được gì? Con tưởng ngươi đi đâu lén uống rượu rồi, không ngờ ngươi vẫn tỉnh táo như vậy. Này, ngươi một mình đứng ngay ra đó làm cái gì? Ngươi gáy còn to hơn cả heo kêu. Tai ta đâu có điếc, ta chịu làm sao nổi. Ngươi uống nhầm thuốc sao? Rất nhiều nữ nhân không nghe được tiếng gáy của ta là không ngủ được đấy. Ngươi che làm gì? Ngươi che cái mặt của ngươi với che cái mông ngươi có gì khác biệt? Ai đánh ngươi? Ngươi thì có thể dùng thùng gỗ che mặt ngươi lại, bởi vì mặt của ngươi còn khó coi hơn cái mông. Sao sắc mặt của huynh khó coi vậy? Huynh tưởng chỉ có mình huynh đẹp thôi chắc? Chỉ mình huynh là mặt trắng thôi chắc? Xem ra ta đúng lúc làm bao trút giận cho huynh rồi. Lại là ai khiến Hồ đại gia tức giận đến như vậy? Không lẽ là Trương Tam? Ta không cần phải tức giận với con chó điên đó, dù sao hắn cũng chỉ biết cắn ngừa. Không lẽ đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Lại đây. Đi thôi. Quỳnh muốn đi đâu? Rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì? Ta gặp phải ma. Ta gặp ma đó. Ma? Ma gì? Ma nữ. Ma đầu to. Ma nữ đầu to. Sâu rượu, cứ cách một hai ngày là lại có ma nữ tới tìm huynh. Xem ra ma nữ thích tìm huynh thật. Ma nữ lần này huynh có đoán cũng không đoán ra được. Không lẽ ma nữ đó ta cũng quen? Đâu chỉ là quen, còn là bạn cũ nữa kìa. Ta cũng quen. Huynh đừng nói với ta là Cao Á Nam nhé. Không sai, chính là Cao Á Nam. Cao Á Nam, cô ấy ở đây làm gì? Huynh chắc chắn mình không nhận nhầm người chứ? Chắc chắn không nhầm. Nếu là người khác nhận nhầm cũng không lạ, nhưng mà Cao Á Nam dù cô ấy có biến thành tro, ta cũng tuyệt đối không nhận nhầm. Cao Á Nam đã ở đây, vậy chắc Khô Mai đại sư cũng ở đây rồi. Ta cũng nghĩ vậy. Ta nghĩ họ ngồi cùng chiếc thuyền với Nguyên công tử. Ta nghĩ nơi họ muốn đến cũng giống như nơi Nguyên công tử đến. Lão quái vật đó tính khí cổ quái như vậy, chắc chắn là đóng chặt cửa không gặp ai. Cho nên Nguyên công tử cũng biết tính khí bà ta cổ quái nên không giới thiệu cho chúng ta gặp mặt. Vậy huynh gặp Cao Á Nam, cô ấy có nói gì với huynh không? Cũng không nói gì. Không đúng, cô ấy nói một câu. Câu gì? Cái gì mà cọp cái với sâu rượu đúng là trời sinh một cặp. Cọp cái? Ai là cọp cái? Quỳnh nghĩ ai giống cọp cái thì người đó là cọp cái. Không lẽ là Kim Linh Chi? Nhắc đến Kim Linh Chi, Quỳnh nói cô ấy giống cọp cái cũng không đúng hoàn toàn đâu. Con cọp cái này thì ra cũng có mặt dịu dàng. Quỳnh không tưởng tượng được đâu. Con sâu rượu, không lẽ đêm qua Quỳnh với Kim Linh Chi đã
làm chuyện gì? Không làm gì hết, còn chưa làm được gì thì đã bị Cao Á Nam bắt gặp rồi. Xem ra bản lĩnh của huynh cũng không thấp. Sao đây? Ta biết ngay huynh sẽ ghen tị mà. Người ghen chắc chắn không phải ta, chắc chắn là người khác. Ý huynh là Cao Á Nam? Tất nhiên là Cao Á Nam rồi. Ý ghen trong câu cợt cái của cô ấy, lẽ nào huynh không nhận ra? Cô ấy mà còn biết ghen, vậy chứng tỏ cô ấy vẫn rất thích huynh. Nói thật lòng, thực ra ta cũng chưa quên được cô ấy. Cô ấy cũng là một con cặp cái, với huynh vừa hay cũng là trời sinh một cặp. Chỉ có điều, một nam nhân nếu gặp phải hai con cặp cái thì xương trên người hắn còn lại được vài cọng đã là may mắn rồi. Không sao, ta nhiều thịt. Tiểu tử này, ta tìm huynh để thương lượng, huynh lại cười nhạo ta. Nói thật lòng, ta quả thật muốn xem huynh định kết thúc vở kịch này như thế nào. Ta cũng không biết. Điều ta biết lúc này là ta phải tìm được Cao Á Nam, gặp cô ấy một lần. Huynh tìm cô ấy làm gì? Tìm cô ấy giải thích. Huynh định giải thích thế nào? Chuyện là như vậy, nếu huynh càng giải thích càng sẽ không rõ ràng, cô ấy sẽ càng tức giận hơn. Không sai không sai, nữ nhân luôn không thích nghe lời thật lòng. Nhưng bản lĩnh gạt nữ nhân của ta lại không bằng huynh. Như vậy đi, huynh đi giải thích giúp ta. Lần này có nói gì ta cũng không gánh giúp huynh được. Huống hồ bây giờ Khô Mai đại sư chắc chắn không muốn để lộ thân phận của mình. Nếu ta đi, chẳng phải phạm đại kỵ của bà ta. Huynh biết đó, bà già này ta không chọc nổi. Vậy ta phải làm sao? Ta hỏi huynh, bây giờ có hai nữ nhân, huynh thích vị Kim cô nương đây hay là thích vị Cao cô nương kia? Thực ra cả hai ta không biết. Huynh đã không biết thì ta cũng hết cách. Huynh không thể mặc kệ ta được. Còn sâu rượu, ta lo kiểu gì đây? Ta đâu phải cha của huynh. Không lẽ muốn ta chọn vợ cho huynh? Nhưng hai người họ rốt cuộc sẽ đối xử với ta thế nào? Huynh yên tâm, hai người họ cũng không phải cợt cái thật, chắc chắn sẽ không làm thịt huynh. Nhưng mà ta sợ, ta sợ hai người họ, cả hai đều không thèm để ý ta nữa, thì ta chắc chắn họ sẽ không để ý huynh. Nhưng mà con sâu rượu này, bây giờ huynh chỉ cần kiềm chế, tạm thời đừng quan tâm họ. Sớm muộn gì họ cũng tới tìm huynh. Đây chính là nữ nhân. Tính khí của nữ nhân chính là vậy. Chỉ cần huynh hiểu rõ tính khí của họ, bất kể họ có hung dữ đến đâu, huynh cũng có cách để đối phó. Huynh yên tâm đi. Vẫn là huynh có kinh nghiệm. Đi uống rượu nào.
Con sâu thối nói quả không sai. Cô ấy thực sự không nhìn thẳng ta lấy một cái. Cô sâu thối này quả nhiên nói không sai. Cô ta đúng là không nhìn lấy ta một cái. Hôm nay ốc ngon quá. Hay để ta gấp cho huynh đếm thử. Tất nhiên là được. Cảm ơn Kim cô nương. Kim cô nương, tôm này tươi lắm. Cô nếm thử đi. Đúng là rất ngon. Huynh muốn gấp thức ăn cho người khác, chứ cũng phải chọn đôi đũa mà huynh chưa từng dùng. Huynh không cho mình bẩn, người khác cũng sợ huynh bẩn. Chẳng lẽ huynh không hiểu quy tắc này? Không, không phải. Kim cô nương, Kim cô nương, Kim cô nương, ta không có ý đó. Con sâu rượu, ngươi có muốn ăn cá nướng không? Tất nhiên là muốn. Hay là ta nướng cho ngươi ăn nhé? Được rồi, được rồi, đừng có điệu bộ nữa. Ngươi có bắt được cá không? Được, ngươi đợi đó. Này hải quái, sao bọn cá lại kéo thành đàn cho ngươi bắt vậy? Có phải chúng điên rồi không? Có muốn biết không? Đừng lòng vòng nữa, nói đi. Vậy thì im miệng lại, nghe ta chỉ giáo đây. Biết những con cá này bơi đi bơi lại để làm gì không? Ta mà biết đã không hỏi ngươi rồi, nói đi. Nói ngươi thông minh mà ta thấy ngươi ngốc chết đi được. Chúng đang chuyển nhà đấy. Chuyển nhà? Chuyển đi đâu? Thì cá cũng giống như con người, cũng biết sợ lạnh. Vì vậy để đến lúc vào thu đông chí, hàng năm đều sẽ bơi theo dòng nước ấm, có biết không? Nhìn những con cá này, đã bơi qua mấy dặm đường. Vì vậy thịt của chúng vô cùng săn chắc, tươi ngon. Ngươi gửi xem có phải không? Vì vậy ngư dân trên biển luôn luôn đợi đến lúc cuối năm mới thu hoạch một mẻ lớn. Hải quái nhà ngươi cũng hiểu về cá nhiều đấy. Chỉ đáng tiếc việc đời lại không thông thạo. Nghe danh Trương Tam tiên sinh giăng lưới bắt cá quán quân thiên hạ, hôm nay gặp được, quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ bái phục, bái phục. Ngư phu, ngươi rất lợi hại. Bên đó vẫn còn rất nhiều cá, ta qua đó bắt đây. Đủ rồi, đã bắt nhiều như vậy, còn bắt nữa, biết ngươi lợi hại rồi. Thật kỳ lạ. Mỗi lần Trương Tam bắt cá, hắn đều đột nhiên trở nên rất đáng yêu. Sâu rượu, thật ra hải quái khá giống với Dương Quỳnh. Dương Quỳnh là ai? Là một kiếm khách rất nổi tiếng từ nhiều năm trước trên giang hồ. Chỉ là người trong giang hồ ít biết đến hắn. Tại sao? Hắn và Trương Tam có liên quan gì? Con người hắn vừa bẩn vừa lười lại nghèo. Hơn nữa lại là người tàn phế. Vì vậy hắn không muốn gặp gỡ mọi người. Nếu không đến lúc bất đắc dĩ, hắn sẽ không rút kiếm ra. Vậy hắn rút kiếm ra thì làm sao? Chỉ cần hắn rút kiếm ra, con người của hắn sẽ thay đổi, trở thành một người khác hẳn. Trở nên hung dữ như hổ, tràn đầy sức sống. Lúc đó không còn ai thấy hắn bẩn, cũng không còn ai thấy hắn tàn phế nữa. Ta biết rồi. Vì cả sinh mạng của hắn chính là vì thanh kiếm đó mà sống. Hắn dùng hết sức lực của mình gửi gắm vào thanh kiếm đó. Kiếm chính là mạng sống của hắn. Sâu rượu, tôi giải thích của huynh không được hay lắm, nhưng ý tứ đã gần đúng rồi.
nhanh đến đây giúp ta với. Không biết Trư Tam Sinh hôm nay bắt được cá gì. Ngươi không nhìn cũng biết hắn đang bắt cá. Đây gọi là nhân ngư. Nhân ngư? Lẽ nào trên đời này có nhân ngư thật? Nguyên công tử không phải nhân ngư, mà là ngư nhân, là nữ nhân. Vậy thì là sống hay chết rồi? Ngươi tự qua đó xem sẽ biết. Chắc chắn là còn sống. Trên đời này đâu có ai chết mà đẹp như thế. Nguyên công tử, xem ra vẫn phải phiền huynh giúp đỡ. Tại hạ không để ý nữ sắc, thư soái còn không để ý đến nữ sắc hơn. Chết rồi, không còn thở nữa. Sao vậy? Không thở nữa rồi. Kim cô nương, thế nào? Đúng là không còn thở, nhưng mà vẫn còn nhịp tim nhẹ nhẹ. Vậy còn cứu được nữa không? Vẫn còn nhịp tim tất nhiên sẽ cứu được. Ngươi biết họ bị thương hay bị bệnh không? Ngươi có cứu được không? Bây giờ ta thấy là một chuyện. Rốt cuộc họ là ai? Tại sao lại xuất hiện trên đảo này? Những chuyện này quay về chúng ta từ từ nghiên cứu cũng chưa muộn. Bây giờ ta thấy cứu người cấp bách hơn. Không biết hương soái có phải đã nhìn ra tại sao họ lại ngừng thở? Hô hấp đã không còn, nhưng vẫn còn nhịp tim. Ta lại chưa từng gặp chuyện này bao giờ. Có lẽ họ cố ý nín thở thì sao? Dường như họ không cần phải làm như vậy. Hơn nữa, nội công của bốn vị cô nương này căn bản không thâm hậu đến thế. Tuyệt đối không có năng lực ngừng thở lâu đến như vậy. Nếu không tìm ra nguyên nhân bị bệnh gì, làm sao có thể cứu người đây? Có lẽ trên đời này duy nhất chỉ có một người có thể cứu họ. Người đó ở đâu? May mà người đó đang ở đây. Là ai? Lam Thái phu nhân. Nghĩ chắc rằng Lam Thái phu nhân chính là Khô Mai đại sư. Vậy Lam Thái phu nhân là người thế nào? Giang tả dạng thị, y thuật tinh thông thiên hạ. Mọi người chắc đã từng nghe nói đến. Nhưng Lam lão tiền bối thần y này đã quy tiên từ nhiều năm trước. Hơn nữa lại không hề nghe nói bãi có truyền nhân nào. Y thuật Lam thị trước nay vẫn truyền lại cho con dâu, không truyền cho con gái. Vì Lam Thái phu nhân này cũng chính là truyền nhân duy nhất của y thuật Lam thị hiện nay. Chỉ không biết lão nhân gia này có đồng ý xa tay cứu giúp hay không. Như vậy đi, chúng ta cùng qua đó cầu xin bãi.
chắc bà ấy cũng không tiện từ chối. Chuyện này gia sư đã biết, mời các vị đưa bốn cô nương này xuống đi. Ngươi cũng nhiệt tình với chuyện này thật. Ta vốn dĩ nhiệt tình mà. Nếu cứu người là nam, chỉ sợ ngươi không còn nhiệt tình như thế. Nếu ta là nam nhân như vậy, sao cô còn đến tìm ta? Tối nay chỗ cũ giờ cũ. Lẽ nào giang hồ có câu châm ngôn, không có nữ nhân thì vắng vẻ cô quạnh, có nữ nhân rồi thì không ai được yên ổn. Tất cả nam nhân ra ngoài hết. Hay là vào trong mà xem đi. Làm gì thập thò lén lút? Người nói cái gì? Hai người tránh đi một lát cho ta. Nguyên công tử, không biết có phải huynh đã thăm dò hết toàn bộ xung quanh hòn đảo này rồi không? Tại hạ mới đến đây chưa bao lâu. Tuy đã phái người đi thăm dò môi trường xung quanh, nhưng hòn đảo này diện tích rộng, phía nam lại là sườn núi dày đặc, vách núi dựng đứng, thực sự rất khó để nắm bắt được hết. Theo Nguyên công tử nói, cũng có thể hòn đảo này còn có đường ra khác. Có khả năng đó. Nhưng dù sao hòn đảo này địa thế hiểm trở, rắc rối phức tạp. Nếu không có sự chuẩn bị, tại hạ cũng không dám mạo hiểm thăm dò. Nguyên công tử nói rất phải. Theo Nguyên công tử thấy, có thể biết được bốn vị cô nương này từ đâu đến không? Bốn vị cô nương này làm sao đến được đảo? Tại hạ cũng đang suy nghĩ khó lý giải. Rất đơn giản. Ta chuẩn bị một chút, tìm lúc nào đó thăm dò hết một lượt khắp hòn đảo. Trên đảo đã không có người, vậy họ từ đâu đến? Người xưa truyền lại, trên biển vốn dĩ đã nhiều chuyện thần bí, có rất nhiều chuyện mà người ta không giải thích được. Xem ra là như vậy. Chúng ta phải đi kiểm tra đảo này cho thật cẩn thận. Làm không tốt, đến lúc đó chúng ta lại gặp phải ma quỷ. Hơn nữa còn là nữ quỷ. Cho dù là nữ quỷ cũng là nhằm vào ngươi mà đến.
Ngươi đốt khoác vừa thôi. Vậy không phải nhầm vào ngươi. Hình như là tiếng của nữ tử vừa rồi. Đúng vậy. Nhanh mở cửa. Mở cửa đi. Sư phụ. Là Á Lam. Sư phụ. Sư phụ à. Sư phụ. Sao vậy? Có chuyện gì? Ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao mà mùi máu tanh nồng nặc như vậy? Lam Thái phu nhân đâu? Lẽ nào bà ấy... Là ngươi. Ngươi đã hại bà ấy. Lão Dương gia nhất định là ngươi. Ta. Chuyện này từ đầu tới cuối đều do ngươi âm mưu đặt ra. Ngươi mau trả mạng lại đây. Á Nam. Huynh. Hồ huynh đệ, đừng quá nóng nảy. Cô nương này chỉ là quá đau lòng, vì vậy mới ngất đi. Tại hạ căn bản không làm hại đến một sợi tóc của nàng ấy. Rốt cuộc có phải âm mưu của ngươi không? Cho đến bây giờ, tại hạ cũng không biết rốt cuộc ở đây xảy ra chuyện gì. Tại sao vừa rồi ngươi lại ngầm thừa nhận? Tại hạ không ngầm thừa nhận, chỉ là không muốn tranh cãi. Tại sao không tranh cãi? Nếu nam nhân tranh cãi với nữ nhân, chẳng phải tự mình chuốc lấy phiền phức? Ta sợ. Ta sợ quá. Đừng sợ. Chuyện đáng sợ đã qua hết rồi. Bọn họ cũng đừng mong được sống sót. Trước lúc sư phụ ta qua đời, đã tự báo thù cho mình. Bọn họ sau khi xong việc lập tức muốn bỏ trốn, như là không nghĩ đến mấy năm nay sư phụ ta đã luyện nữ trích tâm thủ. Trích tâm thủ. Lão nhân gia bảy cảm thấy người ác trong giang hồ này ngày càng nhiều. Luyện môn võ công này chính là để đối phó với kẻ xấu. Bộ võ công trích tâm thủ này vốn là do trưởng môn đời thứ tư của phái Hoa Sơn Lạp Thủ Tiên Tử Qua Quỳnh Phụng sáng tạo ra. Nhưng bà ấy lúc về già cũng cảm thấy võ công này thực sự quá tàn ác, vì vậy cũng nghiêm cấm môn đồ của mình tiếp tục luyện. Cho đến nay bộ võ công này đã thất truyền rất lâu, lại không biết lệnh sư làm sao có được tâm pháp trong đó. Lam Thái phu nhân là bạn kết giao với Khô Mai đại sư của phái Hoa Sơn, lẽ nào Nguyên công tử chưa nghe nói đến? Trích tâm thủ đúng là một bộ võ công vô cùng tàn ác, nhưng dùng để đối phó với những kẻ xấu trên giang hồ lại không có gì tốt bằng. Đúng là dùng đạo của nó để trị người. Nếu như lão nhân gia không học được loại võ công này, ta nghĩ chỉ sợ rằng bây giờ họ đã bỏ chạy mất rồi.
Nếu như lão nhân gia sử dụng võ công khác, lẽ nào không giết được bọn họ? Bây giờ võ công trong võ lâm phần lớn đều lấy nội lực làm cơ sở mới có thể phát huy uy lực. Lúc đó bãi bị trọng thương, sao có thể lấy được chân khí? Đúng vậy. Nhưng trích tâm thủ là một loại công phu ngoại môn đặc biệt, chỉ cần biết cách sử dụng sức mạnh khéo léo có thể phát huy uy lực rất lớn. Ta nghĩ lão nhân gia nhất định dựa vào hơi thở cuối cùng để ra đòn trích tâm thủ mới có thể một chiêu giết chết bọn họ. Sở Hương soái quả là nguyên bác. Nếu như bọn họ vẫn không thể chạy thoát được, chúng ta không phải là người chết, không thể đứng trơ mắt nhìn họ bỏ chạy. Nói vậy tuy không sai, họ là nữ nhân lại không đầy đủ y phục. Nếu như họ xông ra ngoài, ai chịu xông lên để ngăn họ lại chứ? Lúc ta vớt bọn họ từ dưới biển lên, cơ thể bọn họ vừa trơn vừa dính, muốn lôi đi cũng khó mà lôi được. Không cần lôi, chặn họ lại là được rồi. Nhưng nếu họ đột nhiên xông ra ngoài, chúng ta còn chưa biết xảy ra chuyện gì, sao có thể bắt được hung thủ? Huống hồ căn phòng đó không chỉ có một cánh cửa. Hải quái nói đúng. Từ đó có thể thấy, chắc chắn bọn họ có kế hoạch rất cặn kẽ mới ra tay hành động như vậy. Họ cố ý quần áo không chỉnh tề, chắc chắn đây cũng là một trong những kế hoạch của họ. Bọn họ làm sao biết Lam Thái Phu Nhân đang ở trên hòn đảo quan này? Lại làm sao biết Lam Thái Phu Nhân sẽ ra tay chữa trị cho họ? Ta nghĩ những vấn đề này chỉ có bọn họ mới giải thích được. Chỉ tiếc rằng Lam Thái Phu Nhân không để cho họ con đường sống. Dám hỏi cô nương, lệnh sư lúc lâm chung có để lại lời dặn dò gì không? Ta không biết. Không biết. Ta vừa nhìn thấy máu đã ngất đi. Ta nghĩ Lam Thái Phu Nhân cũng sẽ không nói gì, vì bảy căn bản không ngờ những người này lại hành thích bảy, vì vậy mới ra tay tàn độc. Lam Thái Phu Nhân đã không còn hành tẩu giang hồ hàng chục năm rồi, vì vậy căn bản không thể kết thù oán với bất kỳ ai. Tại sao những người này lại sắp tâm hãm hại bà ấy? Mục đích của họ là gì? Cho dù thế nào, bí mật này sẽ có ngày được làm cho sáng tỏ. Bây giờ ta chỉ hy vọng những chuyện đáng sợ thế này sau này vĩnh viễn sẽ không xảy ra nữa.
Hoa Chân Chân tại sao trước lúc cô Mai đại sư chết có phải đã nói ra bí mật gì với cô ta? Nhưng cô ta lại không muốn nói cho người khác biết, cũng không dám nói cho người khác biết. Con sâu thối, bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng được rồi chứ? Nói gì? Huynh nói Khô Mai đại sư tại sao lại chết như vậy? Lẽ nào huynh không có gì để nói? Đúng vậy, huynh đã xem cả nửa ngày, có nhìn ra được manh mối nào không? Chuyện ta biết, chắc chắn các người cũng đều biết rất rõ. Không 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 không, chúng ta muốn nghe xem huynh nói thế nào. Vậy được. Thứ nhất, những cô gái đi nhặt ngọc kia tuyệt đối không thể là chủ mưu. Chuyện đó ta biết. Vậy chủ mưu là ai? Chủ mưu là ai tạm thời bây giờ ta chưa nghĩ ra, nhưng hắn nhất định biết Lam Thái phu nhân chính là Khô Mai đại sư. Điều này ta cũng biết. Người bọn họ muốn giết chính là Khô Mai đại sư. Khô Mai đại sư và Lam Thái phu nhân có cùng một điểm chung, đó là họ đã không còn hành tẩu giang hồ từ rất lâu. Hơn nữa kẻ thù trước đây cũng đã chết hết rồi. Vì vậy mấu chốt của chuyện này chính là câu nói của Nguyên Tùy Dân đó. Rốt cuộc tại sao bọn họ muốn giết bà ấy? Động cơ nằm ở đâu? Hài quái, sâu rượu. Động cơ giết người không ngoại trừ mấy loại: tiền bạc, thù hận, tình cảm. Ta nghĩ mấy điểm này cô Mai đại sư chắc không liên quan đến. Đúng vậy, cô Mai đại sư đã không có kẻ thù, cũng không phải là người có tiền, càng không thể liên quan dính líu đến chuyện tình ái. Vì vậy Khô Mai đại sư đã không thể liên quan đến những điều trên. Chỉ còn lại một lý do thôi. Lý do gì? Đó là tên hung thủ. Hắn biết nếu hắn không giết Khô Mai đại sư, Khô Mai đại sư sẽ giết hắn. Vậy chính là nói tên hung thủ này chính là kẻ bán đứng 13 bí mật của Thanh Phong. Vì vậy người đó chắc chắn đang ở trên đảo dơi, đúng không? Đúng vậy. Vì vậy tên hung thủ đó chắc chắn biết Lam Thái phu nhân chính là Khô Mai đại sư. Mà Khô Mai đại sư lần này làm như vậy chính là để vạch trần bí mật của chúng. Vì vậy hắn mới ra tay trước là hơn, không màng bất cứ giá nào, đều không để cho Khô Mai đại sư sống lên đến đảo dơi. Đã là như vậy, bọn họ chắc chắn biết chúng ta là ai. Tại sao không cùng lúc giết hết chúng ta? Có lẽ họ thấy muốn giết chúng ta không phải là một chuyện dễ dàng. Có lẽ bọn họ thấy võ công của chúng ta cao cường. Có lẽ bọn họ thấy chúng ta người đông thế mạnh. Có lẽ, được rồi, đâu ra lắm có lẽ như vậy. Lão sâu thối, huynh nói đi. Có lẽ họ có một kế hoạch hoàn hảo, có thể dễ dàng giết chết tất cả chúng ta. Vì vậy họ mới không vội vàng ra tay. Có lẽ hắn đợi chúng ta lên tới đảo dơi rồi mới giết hết chúng ta luôn. Điều này cũng có thể, vì hòn đảo đó vốn dĩ là địa bàn của họ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cho dù là phương diện gì họ cũng đều chiếm ưu thế. Còn chúng ta, chúng ta đến đảo dơi là nơi như thế nào còn không biết. Muốn biết đảo dơi là nơi như thế nào, chỉ có đi hỏi một người. Là ai? Ngươi đó. Ngươi đang nằm mơ à? Ta đến nằm mơ cũng chưa từng gặp rốt cuộc đảo dơi đó như thế nào. Tuy ngươi chưa từng đến đảo dơi, nhưng Kim cô nương từng đến đó. Bây giờ nếu ngươi đi hỏi cô ta, chắc chắn cô ta sẽ nói ngươi biết. Đúng rồi, suýt chút nữa ta quên mất. Cũng may ngươi nhắc ta. Ta còn có một cuộc hẹn. Hai người cứ từ từ nói chuyện, ta đi trước đây.
Trừ phi là Kim Linh Chi, lẽ nào cũng giống Thượng Thiên Phi, bị người ta giết xong quăng xuống biển. Có phải ta đến muộn không? Vừa rồi cô có nghe thấy có thứ gì đó rơi xuống nước không? Là thứ gì? Chẳng phải cô nói có chuyện muốn nói với ta sao? Sao cô không nói gì? Thực ra dù có chuyện gì, cô cũng đều có thể nói với ta. Cao cô nương đó, thực ra ta và cô ấy không có chút quan hệ nào. Ta và cô ấy chẳng qua chỉ là... Chẳng qua chỉ là gì? Bạn bè. Lẽ nào không phải bạn bè sao? Cô vẫn luôn ở đây à? Không có chuyện gì xảy ra ở đây chứ? Không có. Không có ai đến đây à? Nếu huynh hẹn người khác đến đây, vậy ta nói cho huynh biết, cô ấy căn bản không hề đến. Nhưng vừa rồi ta hình như nghe thấy tiếng gì đó. Tiếng gì? Ta nghe thấy hình như tiếng gì đó rơi xuống biển, còn cả tiếng người kêu thất thanh. Vậy có thể huynh nằm mơ rồi. Nào, huynh làm gì vậy? Đi cùng ta. Kim Linh Chi không ở trong phòng. Cô ta không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Sao cô không mở cửa? Nửa đêm nửa hôm người đến gõ cửa phòng ta làm gì vậy? Lẽ nào cô luôn ở đây không hề ra ngoài sao? Đi đâu được chứ? Cô đã hẹn ta. Cô quên rồi sao? Ta đã hẹn ngươi sao? Ta căn bản không nhớ gì hết. Nam, xin lỗi, ta sai rồi. Ta sai rồi. Đây dù sao cũng là tính cũ của huynh, ta đã quen rồi. Thật ra huynh không cần quá buồn. Lời nữ nhi nói vốn dĩ không phải là thật. Có lẽ cô ấy không cố ý lừa huynh, chỉ là thấy trò này vui mà thôi. Như vậy đi, nếu huynh vẫn còn thấy không vui,
ta có thể cùng huynh uống vài chén. Vậy được, ta đi lấy vài bình rượu ngon. Cô đợi ta. Lão Hồ, sao vậy? Huynh vẫn giống 7-8 năm về trước, không hề thay đổi. Thật ra cô cũng không hề thay đổi. Ta thay đổi rồi. Ta đã già hơn. Không có. Á Nam, chúng ta, ngươi không sao chứ? Lão sâu rượu, ngươi nói xem, đêm hôm khuya khắc, tên khốn nào không có mắt lại chạy ra đây, hại mọi người đều không ngủ được. Đúng là một tên khốn mà. Lại còn dám đánh lén Kim cô nương. Không phải, dám đánh lén cửa nhà Kim cô nương mới đúng. Vì vậy, ta đặc biệt chạy ra đây xem thế nào. Rốt cuộc ngươi có sao không? Trừ phi tiểu tử này luôn ở bên đó xem lén. Lão sâu rượu, ngươi nói xem trên đảo này có cái gì cổ quái giống như ngươi nói. Có ma quỷ gì đó xuất hiện giống như yêu tinh, yêu bướm gì đó. Nếu không thì làm sao mà giữa đêm hôm ai lại đi gõ cửa con gái nhà người ta chứ? Người nói xem có phải không? Tức giận sao? Ta chỉ là đi ngang qua, không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Ta đi đây. Đúng rồi, nếu người muốn uống rượu, đến bờ biển tìm ta nhé. Ngươi hát đủ chưa vậy? Ta thấy lửa không đủ lớn. Ta đi lấy củi đây. Ngươi soái, bọn họ làm sao vậy? Không sao, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta. Gặp ma rồi, gặp ma rồi. Gặp ma rồi, vách núi phía nam có ma chơi.
Ma chơi? Trên đời chẳng lẽ lại có thứ này? Ngươi! Ngươi!